Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu AK-47DF gặp Team Clan King. Sao đợi nãy giờ mọi người lót lâu thế nhở? Ok, vào rồi. Ui trời ơi, máy mình mệnh ghê. Máy mọi người lót lâu VL. Mình sẽ gạ team bạn xem có bắn DF không nhá. Vâng, nếu người ta bắn thì ok, còn không thì thôi cũng được. Nhưng mình thấy cái khẩu AK-47DF này nó vẫn hơn một số khẩu súng mà mình vẫn nghịt ngu thường ngày đấy. Không phải là dạng cuối báp đâu. Nghe bảo là HL đẩy này thì đấy. Ui rồi ôi, có 27 tiết thôi. Không sao, còn đồng đội liếm luôn rồi. Ok, chúng ta lại để lên HL thôi. Để xem còn thằng nào ở trên HL không. Đây nó vẫn còn này. Ui dồi ôi, nửa cây rồi. Thằng này nửa cây rồi. Ok, nó lùi lên trên rồi. Ok. Cái định mệnh. Thằng này lại siêu lean với mình này. Vãi. Rõ ràng cái thằng này mình bắn yếu rồi. Nó bảo là KS hàng của nó. Thật là hư cấu quá đi à. Ừ, thiệt là khổ. Đâu, thằng nào dưới mic đâu? Đây rồi, thấy dưới mic rồi. Ui rồi ôi. Quả bom chí thế nhở. Này thì ném bom bạn tao này. Hai con lợn này. Hấp diêm người khác. Ok, win rồi. Chúng ta sẽ đến với trận tiếp theo. 3-0. Hay quá. Trận đầu tiên hơi bị hứng đấy. Vâng, để xem team bạn có dám đẩy nữa không. Team bạn đẩy hơi bị ghê đấy. Vâng, để lẻ một mình luôn. Chắc là skill của bạn ấy tay rất là to rồi. Tay to hơn cả chim luôn đấy. Vâng, mới dám đẩy như thế. Mà đẩy lên rồi thì mới biết là chim tay hơn to. À chết chầm. Chim to hơn tay. Ok, lên nào. HL chắc chắn có người rồi. Nhìn sơ thì chưa có ai. Đẩy lên thì mới biết là có ai đấy. Đẩy lên đấy. Vâng, nó lùi về phía khu vực xe A rồi. Lên đi. Hay quá. Vâng, nó sẽ chết một mảng rồi. Nhưng team mình đã kịp hút lại mấy mạng. Đâu rồi? Cái này thì nấp này. Một bé. Còn nữa không? Rồi. Nghe bảo là... Đây rồi, đúng rồi, thấy rồi. Vâng, không biết là mình có nên lên không. Tại vì lên dễ headshot lắm. Chắc mình sẽ chọn phương án an toàn đi dưới này. Ừ rồi, nó ăn rồi. Hay quá. Thằng kia nó cũng ấy nhở. Tự dưng đi xuống với thằng dưới ăn. Giao không tim đó. Giao á. Ờ vâng. Cầm súng mà dã thôi. 2-0 rồi. Gạ giao làm cái gì. Ờ, thanh niên team bạn bắn không lại. Bắt đầu gạ giao. Nếu mà giao thì mình cũng chơi được anh em ạ. Nhưng cơ bản đang làm về khẩu DF thôi. Nếu mà bình thường, nếu gạ giao mình cũng chơi giao. Rồi snip ở khu vực cầu B. Không biết là đó phải cầu B hay không. Lâu rồi mình không bắn C4 nhiều. Thì cũng không biết là cái vị trí chính xác của tất cả mọi người đứng. Nên có gì sai sai thì anh em lượng thứ bỏ qua cho mình nhá. Rồi. Để lên đây. Lên đi bạn ơi. Ui trời ơi. Lên đi, đúng rồi. Ơ. Nó lên giết được người kìa. Ôi rồi ôi, double kill. Sướng thế. Không biết thế mình lên trước. Nói chung là sợ chết là cái điều gì đó không nên. Này thì cố này, cầm lục cấu mình nửa tiết luôn. Chết vậy. Thì bạn còn đúng một thằng. Chết đâu ấy. Hình như là ở mic à. Thấy chết ở mic. Đây rồi.
một viên nữa. Ui rồi ôi, tiếc thế. Quả chó thật, sấy nó yếu lắm rồi. Bằng một viên nữa thôi là gãy. Ủa, dĩ nhiên là dở rồi. Chát lên một cái cho nó máu. A hi hi. Ok, cái tội hỏi ân này. Bằng ân sẽ bóp dài ngay. Đồng đội chắc chắn là đẩy B rồi. Có một bạn đang mon men ở khu vực rào. Vâng, đồng đội đi B hết rồi. Vào B đi. Để mình cam ở mic xem có ai đẩy lên không. Thế nhưng mình nghĩ là chắc là tụi nó không dám đẩy lên đâu. Thủ chắc nhà. Đây rồi, mic có này. Anh em đẩy B thì mình sẽ đứng đây cam mic nhá. Nó sẽ đi móc. Mình sẽ đứng đây cam. Thế thôi. Công việc việc nhẹ lương cao anh em ạ. Đấy rồi, thấy rồi. Cái này thì đi móc này. Có sai đâu. Ân nói không bao giờ sai. Còn một thằng nữa, không biết là ở đâu. Đâu rồi? Lấp ló ở khu vực mic thế này. Ở ăn được mỗi thằng. Ui dồi ôi, từ từ bình tĩnh thôi bạn ơi. Căng vậy. Thằng liếm luôn. Chắc là ở khu vực nhà A rồi, cái lỗ A. Vâng, công nhận cái lỗ đấy thâm thật. Hay lắm DM. Ui dồi ôi, tương khói làm gì vậy? Cái này thì khói với chúng tôi này. Chết ngoài rào. Ok. Mang bom ra rào, hay lắm bạn ơi. Vâng, quả bom chí thật. Ủa, team mình cứ thích đi B ấy nhở. Ok, I'm fine. Mình sẽ đẩy ra mic xem. À đây rồi, thế nhiên. Lòi cái mặt ra. Làm gì đây? Cái này vẫn đứng ở đây luôn. Gắt vậy. Cái này thì gắt. Yếu rồi mà còn ra gió này. Ok, win rồi. Vâng, trận này hơi bị nhàn đợi một tí. Tại vì anh em cũng có thể là gọi là bắn được. Thế là team này cũng không mạnh lắm rồi. Hey baby, kiss me hard.